Vâng, hôm nay buổi sáng sớm Tùng Nguyễn Mạnh cho thợ dựng một đôi loa full 30 cấu hình mới rất là đẹp và cực kỳ xịn do nhà máy NG sản xuất ra các cái dòng loa bass và test này. Cái thương hiệu thùng thì các bác đấy ạ. Thương hiệu thùng là TN Audio, tem nhôm rất là đẹp. Tem nhôm này, cái cấu hình này là hàng cao cấp thì em nên là cái cấu hình tem rất là đẹp các bác nhá. Tem nhôm nhá. Rất là đẹp, hài hòa, rất là hài hòa luôn nha. Đấy, lưới cao bằng sắt được dàn chống bụi này. Đây là cái cấu hình mới của Thùng Xuân. Em lại cho thợ trực tiếp dựng và test cho tất cả các bác cùng nghe. Và các bác lưu ý cho em là cái thùng này là gỗ ván ép nhá. Đấy, gỗ ván ép này thì anh em đi show làm sự kiện thoải mái, rất là chắc chắn luôn. Thùng dựng với phân tần model là 004 này, 004 và chở 3 chở nhôm. Bên trong được nốt bông lỉ màu đen để tiêu âm, rất là chuyên nghiệp luôn. Loa dựng này thì các bác sánh với cả loa Hưng Yên thì loa dựng của Tùng Nguyễn ở Thường Tín thì so sánh với loa Hưng Yên thì các bác thấy thế nào? Cực kỳ chất luôn, chạy gen xung quanh luôn và nét nhá. Đây các bác nhìn nhá, loa Hưng Yên có thể là hơn 2 triệu, hơn 3 triệu tùy từng loại. Người ta đang dựng cái cấu hình rẻ thì người ta cứ mặc định là hay gọi là loa Hưng Yên. Thế thì các bác cùng so sánh với loa của Tùng Nguyễn ở Thường Tín đi ạ. Đấy, trực tiếp em dựng và test cho tất cả các bác này. Bát là gân vải tẩm dầu 2 gân này. Ốc đều được sơn xem này, các cái lô test này. Bình thường là cái đầu vít nha, cái đầu lục này anh em dùng lâu năm nó không bị hỏng. Đấy. Củ bát từ 190 côn 76 LG 335 nhá. Đít nhọn vào cả 8 cái lỗ để cắt thành một. Con này là lót một cái lớp mút để chống bụi cảm rơi vào trong này. Xương cá trẻ đôi, phiên bản cao cấp của LG. Và tép của LG lắp nhôm hình bông hoa là phiên bản cực kỳ cao cấp. Con này tép của oánh rất là bén và hay. Tép khủng. Đấy. Từ 190 côn 76. Đấy, anh em đang dựng thì để sẽ cho nhạc vào từ từ. Sẽ cho nhạc vào để cho tất cả các bác cùng thẩm âm đây. À, cắm nhạc lên để cho anh em cùng thưởng thức nhá. Bên trời thì đưa hát ra hầm xong lại tan trong giây lắng xa không đành thì mới hương đời lên. Tiếng tiếp em có bác không hề chói tai luôn. Đường phố khuya rồi. Trải nghiệm như này mới là trải nghiệm thực tế anh em nhé. Các bác nhiều khi nhiều anh em có thể bán loa giá rẻ thì người ta sẽ không bao giờ cho anh em nghe về nhạc và thực tế như thế này. Đấy, anh em mua một đôi loa giá trị cao ở bên Thường Tín của Tùng Nguyễn và thương hiệu của Tùng Nguyễn Audio thì với dòng loa dựng thì Tùng Nguyễn dựng loa cao cấp rất là nhiều cho anh em. Anh em bỏ đồng tiền ra với cái tầm giá, chất lượng âm thanh nó rất là hay. Và cặp loa này của Tùng Nguyễn Audio có giá là các bác lưu ý nhá. Tép lắp nhôm hình bông hoa là 1, bát xịn nhờ máy NG là 2, phân tần chạy 3 chở nhôm là 3, vỏ thùng ván ép và chạy gen là 4. Tất cả đều là linh kiện cao cấp và cặp loa này chỉ có giá là 7 triệu đôi loa này. Hàng cao cấp để cho anh em cùng chơi. Các bác nhìn dán tem TN quá đẹp luôn. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào, hẹn anh em trong clip mới nha. Các bác xem video đừng quên tặng nào, chia sẻ ủng hộ Tùng Nguyễn nhá.